Rồi cái motor gạt nước á, loại dương chờ với âm chờ nó sẽ khác nhau vậy. Bây giờ tôi hướng dẫn về cái motor là loại âm chờ trước ha. Cái loại âm chờ á, thì nó sẽ được nối mát sẵn nè, nối mát sẵn vào chân đây mình nghe và khi nó cấp dương vào chân cộng 1 cộng 2 thì motor nó hoạt động. Tại điểm dừng á, tại điểm dừng thì nó thường xuyên cái chân S là tức là P1 nè, chân S nó thường xuyên nó nối với chân B. Nhưng mà tại điểm dừng này chúng ta thấy ha. Đây khi cái đĩa cam này nó quay đây thì P1 nó thường xuyên nối với P2, tức là S thường xuyên nối với thường xuyên nối với lại B. Tại điểm dừng thì S mới nối với E. Đây là tại điểm dừng S mới nối với E. Thế thì chúng ta qua sơ đồ vậy chúng ta thấy là chân B và chân E là không bao giờ thông với nhau ha. Tức là theo cái sơ đồ nguyên lý như vậy thì chúng ta sẽ thấy là khi chúng ta đo vỏ với các chân đo vỏ với các chân thì sẽ có nè chân E tất nhiên là phải thông với vỏ rồi ha. Ngoài ra là chúng ta nhìn nè, ngoài ra đây cộng 1 nè, chân cộng 1 nè cũng thông với E. Nếu vậy thì nó cũng thông với vỏ. Cộng 2 này nó cũng thông với E và nó cũng thông với vỏ. Ngoài ra tại vị trí mà tại điểm dừng đi thì chúng ta sẽ thấy là S nó cũng thông với E luôn. Tức là sao? Tức là đối với motor âm chờ đó thì sẽ có nhiều nhất 4 chân thông với vỏ và ít nhất 3 chân thông với vỏ. Lúc đó nó sẽ ra một nhóm á, là sẽ 4 chân thông với nhau và một chân lúc đó nó nằm một mình á, thì là chân B. Còn có khả năng là nó sẽ ra là 3 chân thông với nhau và sẽ chân B sẽ thông với chân S. Đó đó là loại motor âm chờ. Ha. Còn motor dương chờ thì nó ngược lại. Thì bình thường là chân B là được nối dương. Nối dương. Còn khi cấp âm vào chân -1, -2 thì motor nó sẽ quay. Thì motor âm dương chờ này thì nó lại ngược lại. Khi chúng ta đo vỏ với lại các chân thì chỉ có chân E thông với vỏ hoặc là chân S, tức là nhiều nhất là sẽ có 2 chân thông với vỏ là E và S và ít nhất là có 1 chân thông với vỏ là E, bởi vì lúc đó là chân B này nè, lúc này nè nó thông nó làm một nhóm là thông với chân -1 -2 rồi ha. Nó tóm lại là chúng ta sẽ cái cách xác định mà motor dương chờ hay âm chờ là chúng ta sẽ dựa vào cái nào nó thông với vỏ để chúng ta suy ra. Rồi bây giờ vì cái video này chúng ta sẽ hướng dẫn chúng ta sẽ xác định cái motor gạt nước. Cái motor gạt nước loại này là loại dương chờ. Bây giờ chúng ta sẽ khảo sát qua cái motor gạt nước này trước nha. Này. Thì đa số motor gạt nước á, mà hồi lúc trước giờ là thường thường là cái vỏ nhựa á, thì là âm chờ, còn cái vỏ mà bằng sắt á thì nó là dương chờ. Nhưng mà tuy nhiên cái đó là cái nhận định thôi. Nhưng ví dụ như trong trường hợp của cái motor này nè thì cái vỏ nhựa này là dương chờ, thì quan trọng nhất là chúng ta phải đo cho nó thì mới thấy được chính xác. Và bây giờ bắt đầu chúng ta bắt đầu xác định chân. Thì bây giờ trước trước đầu tiên á là chúng ta sẽ đo giữa vỏ với các chân. Đồng hồ chúng ta bật qua thông đo thông mạch nhé. Rồi bây giờ chúng ta đo vỏ với các chân. Một gì có gì này không rõ thầy. Rồi một chân thông vỏ. Rồi bốn gì này không không rõ. Rồi bây giờ tiến làm lại đi. Đồng hồ nó tắt rồi. Rồi một chân. Hai chân. Rồi cái này nó có 2 chân thông với vỏ. Thì trong đối đối với loại motor mà dương chờ thì nó sẽ có ít nhất là 1 chân thông với vỏ và nhiều nhất là 2 chân thông với vỏ. Còn motor âm chờ thì sẽ có ít nhất 3 chân và nhiều nhất là 4 chân. Thì cái này sẽ giải thích kỹ hơn bên bên phần kia. Rồi bây giờ chúng ta trong tức là theo như nhận định như vậy đó thì 2 chân vừa rồi thông với vỏ đó sẽ có trong đó sẽ có chân E và chân S. Thì bây giờ chúng ta sẽ xác định chân S luôn bằng cách là một là chúng ta nếu chúng ta quay được bằng tay á thì chúng ta quay, còn nếu không thì chúng ta phải cấp điện.
Rồi bây giờ giả dụ như giờ chúng ta dùng cái cách quay đi, quay bằng tay đi. Rồi chúng ta sẽ đo hai chân thông với vỏ nãy, chúng ta sẽ để vô một chân. Rồi quay phương. Quay. Rồi cái này là khi chúng ta đang đo vào chân S á, nên là lúc nào nó cũng thông luôn, mặc dù cái đĩa cam nó có thay đổi. Rồi bây giờ chuyển qua cho hết vòng luôn đi. Rồi bây giờ chúng ta chuyển qua cái chân thứ hai. Rồi chân này bây giờ hiện tại là nó đang không thông rồi. Tức là tại ngay điểm dừng. Ngay điểm dừng rồi. Rồi bây giờ bật quay qua chỗ khác. Quay qua hướng vòng. Nhích quanh chút phải. Đó, đây vậy là chân này là chân S nè. À, lúc này nó đi qua thông cái chân với chân B đó, nên nó bỏ cái mát à. Đó thì đó là chân S. Vậy là chúng ta xác định được hai chân, nó chân E và chân S. Ừ, chân E và chân S. Rồi ba chân còn lại là bao gồm có chân B. À, chân B, chân này. Chân B, chân -1, -2. À, thì bây giờ một á là chúng ta sẽ đo điện trở. Để xác định chân nào là chân chung. Và kết hợp với lại nữa là kết hợp với lại cái chiều quay ở trên cái motor nè. Đây nè, chúng ta thấy nè. Ở đây có chiều quay nè. Tức là làm sao cho nó quay đúng chiều. Đây, nó ở trong đây nè. Trong đây nè. Thấy không? Lấy đèn chiếu qua Phương. Nó có mũi tên. Nó có một cái dấu mũi tên. Đó, đây. Đó, nó có cái dấu đó. Tức là khi mà cái motor nó quay theo đúng chiều đó thì nó mới cái lực dọc trục á của cái cơ cấu cơ khí trong đó nó mới là đúng, tức là cái motor nó sẽ lúc đó nó sẽ tuổi thọ nó sẽ cao. Đó, còn khi chúng ta thực sự ra khi chúng ta mà cho quay bất kỳ chiều nào đó thì motor nó cũng hoạt động thôi, nhưng mà phải có đúng theo chiều như vậy. Rồi bây giờ chúng ta cấp điện đi, tức là cái chiều này là chiều cùng hay ngược chiều kim hồ? Là chiều ngược chiều kim hồ đúng không? Dạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cấp điện vào ba cái chân. Chúng ta dùng cách này, cách cấp điện thay vì là chúng ta đo, thì cái này là ngược chiều kim nè, đúng theo chiều mũi tên. Đúng chiều mũi tên nè. Xong bây giờ chúng ta dịch chuyển một trong hai cái đi, mình còn giữ cố định một cái đó, nó nhanh đúng không? Rồi dịch chuyển cái nữa thôi, dịch chuyển một cái nữa thôi. Đó là khi đó không, chúng ta thấy là cái tua nó khác. Dạ, ngược chiều lại. Khác chiều. Vậy chúng ta đã xác định được rồi, chân này là chân gì? Chân B nè thầy. Là chân dương. Là chân này chân B. Chân này là chân. Chân này là chân cộng 2. Chân này sẽ là chân cộng 1. Nó quay chậm hơn. Rồi bây giờ kế tiếp nữa là giờ chúng ta sẽ làm theo cách này nè. Nếu mà như lúc nãy chúng ta mà quay không được á, ha, như lúc nãy chúng ta mà quay không được á, thì chúng ta có thể cấp điện vô. Mà giống như vừa rồi cấp điện vô rồi, rồi giờ cấp điện vô đi, cấp điện vô cái chế độ quay chậm đi ha. Xong rồi để xác định là chế độ cái dây S á. Giờ một que mình sẽ vô vỏ. Ghe mình một que mình sẽ vào cái chân mà E. Rồi motor nó quay và tiếng kêu thì nó không gián đoạn nữa nào. Còn sẽ chân S thì motor nó quay và có tại một điểm nó sẽ dừng, nó ngưng kêu. Rồi bây giờ tiếp theo nữa là giờ em để một chân vô chân S và một chân vào chân B coi. Một chân vào chân S. Một chân vào chân B. Đồng hồ nó sẽ nhảy ra miệng nó nhảy. Đó là lúc nó thông, lúc nó không thông đó. Lúc nó thông, lúc nó không thông. Mà thường xuyên là không thông đúng không? Dạ, thường xuyên không thông. Tại vì cái điểm tiếp xúc không tốt. Do đây là motor này là motor dương trở, nên là nó thường xuyên nó nối với âm. Tại điểm dừng nó mới nối với dương.